làm việc thiện tiêu trừ cả bệnh tật, biến kẻ trộm thành người tu đắc đạo. Một kẻ xấu chui vào nhà lão nhân nhà giàu định ăn trộm, nhưng bị phát hiện trốn trên cây. Kỳ lạ là lão nhân đã sai người hầu đem rượu thịt ra gốc cây và làm thêm hành động khó hiểu này, đã khiến tên trộm sau này trở thành bậc cao tăng đắc đạo khiến ai cũng nể phục. Vậy lão nhân nhà giàu đó đã có những hành động gì khiến tên trộm cải tà quy chính, quay ngoắt 180 độ, không những làm người tốt mà còn xuất gia đi tu? Quý vị và các bạn hãy cùng Mai Ly theo dõi tiếp câu chuyện nhé! Biến người xấu thành người tốt. Vào triều nhà Thanh, có một lão nhân đức cao vọng trọng, giàu mà có đức. Một năm vào đêm giao thừa, ông chuẩn bị đi đến lễ tiệc. Có hai người hầu cầm đèn đi trước dẫn đường. Ông bảo người hầu để lại đèn ở đó rồi quay lại lấy ít thức ăn, rượu thịt mang ra. Tiếp đó mượn lý do để người hầu đi ra chỗ khác rồi nói: "Quân tử trên cây, giờ đã không còn người ngoài nữa, hãy mau xuống đây." Người trên cây nghe thấy sợ quá, liền tụt xuống. Lão nhân lại nói: "Cậu đừng sợ, lão phu sao nỡ bắt cậu." Người này nghe vậy liền quỳ gối tạ tội. Lão nhân nhìn người này, hóa ra là hàng xóm, nên mời họ ra ăn cơm, hỏi rõ đầu đuôi duyên cớ. Người này kể: "Nhà tôi có mẹ già, năm nay lại gặp cảnh mùa màng thất thu, Tết trong nhà không có gì. Nghĩ đến gia đình lão gia giàu có cho nên mới làm cái việc tì tiện này. Hôm nay lão gia không bắt tội tôi đã là may mắn, tôi nào dám nghĩ đến đòi hỏi khác nữa." Nói xong rồi khóc sướt mướt. Lão nhân nghe xong nói: "Ta không thể chăm sóc chu đáo cho xóm làng lân cận của mình, để cậu làm việc không tốt này, đây đều là lỗi của lão phu. Bây giờ cậu hãy ăn no trước, rồi ta sẽ đưa cậu 30 lạng bạc. Sau khi qua Tết, cậu có thể kiếm thứ gì đó buôn bán nhỏ. Như vậy có thể sống qua ngày, đừng làm cái việc như này nữa. Nếu như gặp người khác sẽ không tha cho cậu đâu. Hơn nữa, làm thế này là hãm hại mẹ cậu vào việc bất nghĩa. Nếu như thành đạo tặc, tiếng xấu này vĩnh viễn không thể rửa sạch được đâu." Sau khi đợi người này ăn no, lão nhân đưa bạc cho hắn, đồng thời còn lấy thức ăn chuẩn bị cho hắn mang về. Ông đưa hắn ra đến bờ tường rồi nói: "Chỗ thức ăn này mang về cho mẹ cậu. Giờ cậu cứ theo đường cũ mà về, đừng để người nhà lão phu nhìn thấy. Ta cũng sẽ giữ kín việc này, không nói cho ai." Người này sau đó trở về cải tà quy chính, hiếu thuận mẹ già, phụng dưỡng chu toàn. Sau khi mẹ qua đời thì xuất gia làm tăng tu đạo, một lòng hướng Phật khổ tu, sau làm trụ trì Tây Hồ Linh Ẩn Tự. Khi lão nhân này qua đời, vị hàng xóm lúc này đã là trụ trì chùa, đã từ xa trở về kính viếng, đồng thời kể lại chuyện năm xưa. Đây cũng chính là sức mạnh vô lượng của thiện tâm độ người. Nhờ sự từ bi độ lượng của lão nhân mà cứu người đi nhầm đường lạc lối, cuối cùng lại trở thành bậc cao tăng đắc đạo. Quả là kỳ duyên hiếm có. Thiện lương rộng lượng, nghĩ cho người khác. Nói về độ lượng giúp người, không thể không nhắc chuyện Trương Chí Thường, người thời Bắc Tống. Ông bản tính thiện lương, khoan dung đối đãi mọi người, phàm làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Trương Chí Thường khi còn học ở viện Thái học, người nhà nhiều người gửi cho ông 10 lạng vàng. Tranh thủ lúc Trương Chí Thường ra ngoài, người cùng ký túc liền mở hòm lấy trộm. Quan quản lý Thái học mới tụ tập học sinh trong trường lại để điều tra. Kết quả tìm được túi vàng. Tuy nhiên, Trương Chí Thường lại cho rằng nếu như mình nhận số vàng đó là của mình, ắt bạn học đó sẽ bị điều tra ra và bị trị tội. Hơn nữa, công khai như vậy, nhất định người ấy rất xấu hổ, danh dự chẳng còn, mất chỗ dung thân. Nên ông nói: "Chỗ vàng đó không phải của tôi." Người bạn cùng phòng cảm động trước tấm lòng lương thiện của Trương Chí Thường, nên đã nhân lúc trời tối hoàn trả lại số vàng đó vào lại hòm quần áo của Trương Chí Thường. Trương Chí Thường sau đó biết được hoàn cảnh của người bạn cùng phòng đó rất khó khăn, nên cũng đã tặng cho người đó
một nửa số vàng của mình. Người thường có thể vì người khác mà đem tặng tiền của là chuyện không hiếm. Nhưng bắt được kẻ ăn trộm, không truy cứu, lại còn bao dung, khoan hồng và đem vàng tặng lại cho người ăn trộm của mình là điều ít thấy. Nếu một người không đủ thiện lương, đức độ ắt hẳn không thể làm được. Đây cũng có thể được xem là một tầng cảnh giới cao hơn của thiện lương. Một việc thiện tiêu trừ bệnh tật. Vào chiều nhà Thanh, trên cầu Khắc Bảo ở cửa Đông, huyện Vô Tích, có một lão ông sinh sống trên đó. Vì bị bệnh nghẹn nhiều năm nên mọi người thường gọi ông là ông nghẹn. Một hôm, ông nghẹn trên đường đi đến trà quán, nhặt được một chiếc bị, mở ra bên trong thấy toàn là vàng bạc châu báu. Ông nghẹn nghĩ, mình già sắp chết tới nơi rồi, còn dùng gì đến thứ này? Nên không lấy mang về mà ngồi ở bên đường đợi chủ nhân quay lại tìm. Một lúc sau thấy có một lão phu nhân vội vội vàng vàng đi tới, vừa đi vừa khóc, mắt đảo tứ phương như đang kiếm vật gì đó. Ông nghẹn liền hỏi đầu đuôi rồi trả lại số châu báu đó cho lão phu nhân. Lão phu nhân tìm được châu báu của mình liền cảm tạ ông nghẹn rồi rời đi. Trên đường về nhà, ông đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, rồi nôn ra một cục đờm cứng như da bò. Cũng kể từ đó, bệnh của ông liền biến mất không còn. Không những vậy, sau này còn sống rất thọ. Nhân sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Một niệm của con người vừa xuất ra thì thiên địa đều tỏ. Ông nghẹn nhờ tấm lòng thiện lương, thấy của rơi không tham chiếm đoạt, đã cảm động đến trời đất mà được ban phúc trừ tai. Đây cũng chính là điều Phật gia tuyên giảng, thiện ác hữu báo. Cát phồn hành thiện, tích đại đức. Năm Đại Quan Tống Huy Tông, một thư sinh nhìn thấy đôi giày trong một cửa hàng tại Kinh Thành, giống như đôi giày cha mình lúc đưa tang. Cậu ta hỏi chủ tiệm. Chủ tiệm đáp, hôm qua có một người đi qua đây, nhờ tôi sửa đôi giày này, tí nữa sẽ quay lại lấy. Cậu thư sinh đó liền đứng bên ngoài cửa tiệm chờ đợi. Một lúc sau, có một người cưỡi ngựa đến lấy. Cậu thư sinh nhìn ra, thì ra đúng là cha của mình. Cha cậu thư sinh lấy giày xong liền lên ngựa đi ngay. Cậu thư sinh liền thục mạng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi, phụ thân, sao phụ thân nhẫn tâm không dạy con một lời? Cha cậu liền quay đầu đáp, con làm người cần phải giống Cát Phồn. Cậu thư sinh hỏi tiếp, Cát Phồn là ai? Cha cậu nói, Cát Phồn là thái thú Trấn Giang, âm ti còn phải dựng tượng Cát Phồn để thắp hương lễ bái. Ông nói xong liền biến mất. Sau đó, cậu thư sinh này liền đi thẳng tới Trấn Giang bái kiến Cát Phồn, đồng thời kể lại chuyện mình vừa gặp và xin Cát Phồn chỉ giáo cho mình. Bình thường, bản thân ông làm sao để tu tâm dưỡng tính? Cát Phồn đáp, tôi luôn tích cực làm việc thiện, có ngày làm 4-5 việc, có ngày nhiều làm tới 10-20 việc, đến nay đã làm 40 năm chưa hề gián đoạn. Sau này, Cát Phồn sống rất thọ, cuối cùng tọa hóa mà rời đi, con cháu phú quý đời đời. Cố Huấn có câu, đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm. Muốn làm một người thiện lương, cần phải thường hằng tâm lương thiện mới có thể làm được. Tâm nghĩ thiện thì việc mới lương, kiên trì thực hành, ắt tích tiểu thành đại. Trong xã hội ngày nay, có nhiều khi lương thiện bị coi là ngốc nghếch. Người ta còn hay nói, làm người thiện dễ bị ức hiếp. Nhưng dù cho con người có cố gắng khôn ngoan, giàu hoạt đến mức nào, dường như ai cũng đều có chung một cảm nhận, đạo đức tha hóa khiến chúng ta ngày càng thống khổ. Vậy nên lối thoát duy nhất chính là xã hội cùng hướng thiện,
ai ai cũng làm việc tốt và sẵn sàng chịu thiệt. Nghĩ cho người khác thì chúng ta không còn lo vấn đề người tốt bị hãm hại hay nhiều tệ nạn phát sinh, không có cách giải quyết, mà cuộc sống sẽ luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, yêu thương và không cảnh giác lẫn nhau. Chúng ta vừa nghe xong 4 câu chuyện cảm động nói về lòng nhân ái, lương thiện có thể cảm hóa người khác, biến xấu thành tốt. Vậy quý vị có cảm nghĩ gì hay ấn tượng với câu chuyện nào nhất? Hoặc biết câu chuyện nào thú vị về chủ đề này, xin hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa thì đừng chần chừ mà hãy lan tỏa cho nhiều người hơn nữa được biết để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Còn bây giờ, Miley xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.